Thưa quý vị, chương trình tìm kiếm tài năng MC Nhí mùa 6 năm 2024 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc bùng nổ và cảm xúc. Các thí sinh đã mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc, khẳng định tài năng dẫn chương trình của bản thân. Các thí sinh của chương trình tìm kiếm tài năng MC Nhí mùa 6 năm 2024 đã khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự sáng tạo trong cách thể hiện. Từ những câu chuyện đầy cảm hứng về gia đình, tình yêu quê hương đất nước cho đến những bài dẫn mang đậm tính giải trí và tính tương tác. Nhiều phần trình diễn gây ấn tượng với cách lồng ghép khéo léo những thông điệp tích cực, sử dụng đạo cụ một cách sáng tạo. Kết hợp giữa lời dẫn và hình ảnh minh họa, khán giả không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận được sự tận tâm, niềm đam mê cháy bỏng mà các thí sinh mang đến cho chương trình. Ngoài ra, top 5 thí sinh xuất sắc nhất cũng đã trải qua vòng thi ứng xử trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện kỹ năng ứng biến nhanh nhạy, khả năng làm chủ sân khấu và sự tự tin trong cách truyền đạt thông điệp của bản thân đến khán giả. Năm nay về mặt dàn dựng thì rất là quy mô, mình coi mình thấy thích hơn năm ngoái. Cái điều quan trọng nhất là của MC đó là giọng nói. Giọng nói năm nay nó tốt hơn nhiều, đồng thời là các bé biết diễn, biết tạo những tình huống và biết tạo ra những cái liên kết với các diễn viên khác. Cái đó là cái hay, cái quan trọng nữa đó là sự tương tác giữa thí sinh và khán giả. Cái điều đó là nó là một trong những kỹ năng của MC phải có. Mỗi một thí sinh là các bé sẽ tài năng khác nhau, các bé thể hiện rất là đặc sắc mà hôm nay. Nhưng được cái hôm nay chắc chắn sẽ là một cái mùa nhiều màu sắc nhất trong tất cả các mùa còn lại. Để tạo nên một đêm thi thành công, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị công phu từ thiết kế sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp đến việc mời những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực MC làm giám khảo. Tất cả đã góp phần tạo nên một sân chơi chất lượng cao, giúp các thí sinh tự tin thể hiện tài năng của mình.